À đây, con với mẹ cùng diễn tả cho ba biết là mẹ muốn cái gì. Con đồng ý không? Đâu, có mấy từ, có mấy từ trước đã. Không. Bona tả trước đi con, hay ai mẹ tả trước? Mẹ. Mẹ. Có chỉ con. Mẹ con, rồi. Từ thứ ba, nhanh lên. Nhanh lên, Bona ơi. Đừng làm gì đó, sợ. Chút chít. Chuột. Mẹ. Ừ. Đúng không? Phải. Đúng không? Hành động đi. Chút chít. Là hạt thóc á hay gì? Chút chít mà. Chút chít. Gạo. Hay cái gì? Chút chít. Mẹ con. Chút chít. Mẹ con chuột chít á. Vâng. Mẹ con chuột gạo. Mẹ con chuột gì? Nhấc lên. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. cái từ giống vậy đó, nhấc lên. Cầm thì... lên. Không phải. Cầm lên, nhấc không... lên, hất. Mẹ con chuột hất á. Mẹ con gì? Hạt mẹ con đúng rồi đúng không? Ba từ đúng rồi. Mẹ con chuột nhấc. Ừ đúng rồi. Cái gì vậy? Khó à. Đấm. Tập võ. À, đúng rồi. Võ đúng không? Đúng rồi. Võ. Ui, mình thắng rồi, 2 từ rồi. Nào. 4 từ. Từ thứ nhất. Bọn nào diễn tả cho ba xem nào. Con hổ. Không phải con hổ. Con gì? Con ngựa. Không phải. Gì nè? Con găng ngũ lu. Không phải. Con gì? Có phải một loài con không? Một loài con. Ở vùng vùng ấp thấp. Ẩm ướt. Ẩm ướt. Ở dưới nước đồ nhảy rồi lá sen rồi đó. À con ếch. Đúng rồi. Đang hành động gì đây? Con phải nói là kêu như nào ấy. Đang dưới nào đây? Ngồi sổ. À không, ngồi bệt. Ngồi dưới. Dưới sâu. Ngủ. Dưới là... sâu. Ngủ một cái múc nước lên. Dưới sâu ngủ một cái múc nước. Của một cái có thể lấy nước lên được ấy. Ếch. Từ đầu tiên là ếch đúng không? Ếch ngồi đáy giếng. Đúng rồi. Trời ơi. Mấy từ đã? 4. 4 từ. Từ đầu tiên. Cái này là gì Bona nói cho ba ơi? Sweater. Ú là la. Sweater. Sweater chị. Đúng không? Con nhá. Chị ngã em nâng. Đúng rồi. Không nhè, em bé không nhè, Bona không nhè. Bona không diễn tả, Bona chu mỏ. Hồi nãy đúng rồi. Bố không nhè, Bona không nhè. Đúng rồi. Bona không nhè luôn á. Thật á. Thật. Thử thách lớn không?